What's up? Xin chào các anh em. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em một con chuột khá là lạ, nhưng mà con này mình nghĩ rằng nó rất là phù hợp với rất là nhiều các cái game thủ với túi tiền ít nhưng mà vẫn có thể sở hữu được một con chuột khá là ngon. Thì đây chính là con chuột Ghibli, đến từ hãng Ghibli và nó có hiệu là ZM1300. Thì đầu tiên cái con này nó phải nói là nó có một cái form khá là to, với cái form dài như thế này. Các bạn thấy tuy nhiên nó vẫn là form công thái học. Đó. Cái này nó sẽ phù hợp với những cái người nào mà thuận tay phải, khi vào cầm vào thì nó sẽ rất là ôm tay và thoải mái. Và con này nó thuộc dạng form dài cho nên là phù hợp với những cái người nào mà có kiểu cầm palm, tức là sẽ để toàn bộ tay lên chuột. Và nó sẽ để tay ở đây nó sẽ thoải mái hơn và nó sẽ là một cái chỗ đệm để điểm tựa để cho tay khỏi bị mỏi. Hoặc là có thể theo kiểu cầm claw như thế này. Các bạn có thể cầm claw hoặc là cầm palm đều rất là ok. Bởi vì con chuột này khá dài nên như cái kiểu fingertip thì có lẽ là không cầm được. Ngoài ra thì con này có được trang bị cái đặc biệt nhất, đó là cái hệ thống đèn LED. Hệ thống đèn LED của con này thì được hỗ trợ lên tới đèn LED 16,8 triệu màu RGB luôn, có phần mềm tùy chỉnh. Thì phần mềm này mình sẽ giới thiệu sau. Con này ngoài ra cái thiết kế của nó cũng khá là hay. Với thiết kế của nó sẽ có các cái đường nhựa như trong này. Đường nhựa trong này nó thiết kế kiểu dạng các cái ống nước, giống như là các cái hệ thống tản nhiệt trong PC vậy. Đó, các bạn thấy nó chạy dọc theo xung quanh của con chuột như thế này. Đó, đèn LED ở trong phát xa ra nó sẽ làm cho cái những cái này nó nổi lên rất là đẹp. Đấy. Các đằng sau này có thể nhìn thấy được các cái đường nhựa ở đây. Đó, đằng sau thì chúng ta sẽ thấy được một cái mắt đọc quang. Con này dùng mắt đọc quang cho DPI lên tới 4000. Đây mình sẽ có một cái nút nữa, đó là nút để bật tắt LED, rất là tiện dụng. Nếu các bạn không muốn để LED thì các bạn có thể bật tắt LED ở nút sau này. Đấy. Rất dễ dàng. Ngoài ra thì con này nó sẽ có một cái nút điều chỉnh DPI ở ngay trên đây. Cái nút này thì nó thiết kế hơi ngộ một tí. Con chuột nó rất là to nhưng mà cái nút DPI rất là nhỏ, nhìn nó không được phù hợp cho lắm. Và cái con lăn của con này thì cực kỳ ngon. Mình thấy con lăn của con này rất là đã, quay rất là êm mà lại không có phát ra tiếng ồn. Nói chung cái con lăn của con này là một cái điểm cộng khá lớn. Tuy nhiên thì con này tất cả các cái phiên bản màu cam, màu trắng và màu đen thì đều là làm màu bóng hết, chứ không phải là đen nhám hay là có màu nhám, mà tất cả là đều bóng. Thì cái màu bóng này được một cái thì nó sẽ sạch sẽ hơn nhưng mà lại rất là dễ bám vân tay và mồ hôi. Đó, nhưng mà mình dễ dàng vệ sinh nhiều hơn. Ngoài ra thì ở bên đây nó sẽ vẫn làm nhám hai bên như thế này để mình giữ cho chắc chắn chuột hơn. Và nó vẫn có hỗ trợ 6 nút điều chỉnh để mình hỗ trợ chơi game. Đấy, mình có thể ấn hai nút này cách dễ dàng. Và con chuột này do là khá là to cho nên là cái khi mà mình bấm thì phải bấm khá là mạnh. Cái độ nảy của nó cũng rất là cao. Tuy nhiên tiếng phát ra thì lại không lớn. Phù hợp với những cái bạn nào mà thích chơi đêm thì tiếng của con này cũng thuộc dạng nhỏ chứ không phải là to lắm. Đấy, do cái con này nó có hỗ trợ đèn LED RGB cho nên nó sẽ có thêm phần mềm và điều tất nhiên là nó cũng sẽ hỗ trợ macro luôn. Tuy nhiên thì do cái phần mềm này nó vẫn là tiếng Trung Quốc cho nên sẽ cũng hơi khó điều chỉnh một chút. Tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho các bạn sơ qua. Và cái con này có độ bền lực nhấn là lên tới 10 triệu. Thì có lẽ là rất là phù hợp với các cái game thủ nào mà chơi dạng hardcore, tức là chơi trường kỳ đấy, ấn rất là nhiều. Thì cái này có thể là đủ đáp ứng được cho các bạn ấy. Thì các bạn có thể thấy là cái đèn LED của con này nó cũng chạy dọc theo cái hông của con chuột như thế này, nhìn rất là ấn tượng. Rất là đã. Trong ba màu này thì mình thích nhất vẫn là màu trắng. Ngoài ra thì nếu mà các bạn thích màu đen hầm hố thì có thể chọn con này, và màu cam thì nó sẽ đặc biệt hơn một chút. Đó là những cái gì sơ qua về con chuột này thôi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần mềm. Rồi, và đây chính là cái phần mềm của con chuột Ghibli này. Thì con chuột Ghibli này phần mềm của nó hỗ trợ chỉ có tiếng Trung Quốc thôi, cho nên là nó không có tiếng Anh ở đây. Các bạn thấy toàn tiếng Trung Quốc thôi. Vì vậy mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một số cái cơ bản để mình có thể chỉnh được con này.
Thì đầu tiên đây là cái phần chỉnh nút, nhưng mà do là tiếng Trung Quốc hết thì cho nên các bạn chắc cũng khó mà có thể sử dụng cái phần này được. Mình sẽ chuyển sang cái phần đó là mình chỉnh các cái chế độ màu cũng như là DPI của con này. Thì con này nó sẽ chỉnh được 4 mức DPI và mình có thể gán cho các mức này từ 250 cho đến 4000 DPI. Cái này là tùy mình thôi, chẳng hạn như mình có thể gán 250 ở mức DPI đầu tiên. Và cái màu này mình cũng có thể gán được cho mỗi mức DPI. Ví dụ như màu đầu tiên mình sẽ chọn nó là màu hồng. Thì màu hồng này là một cái màu hồng rất là nam tính. Các bạn hãy chọn màu này. Đó, ngon lành. Rồi sau khi chọn thì mình ấn apply ở đây. Apply thì nó lại có cái chữ tiếng Anh ở dưới này cho nên các bạn có thể dễ dàng mình biết được ấn apply. Thì nó sẽ chuyển sang màu hồng. Và tương tự như vậy thì mình sẽ có 4 mức DPI này, mình sẽ tùy chỉnh tùy theo cái màu mà mình thích. Ngoài ra thì ở dưới đây nó có 3 chế độ LED. Chế độ LED thứ nhất, ở đây mình do nó là tiếng Trung Quốc nên nó chỉ hiện là chống hỏi thôi. Thì chế độ LED thứ nhất mình nói cho các bạn biết đó là cái chế độ sáng nguyên một màu. Ở đây mình sẽ chỉnh sáng nguyên một màu, đây là mức sáng từ 5% cho đến 100% là sáng nhất. Rồi chế độ thứ hai sẽ là chế độ chớp tắt, blinking đấy. Thì chế độ này thì mình cũng có thể chỉnh cái tốc độ chớp tắt từ 4 giây cho đến 8 giây. Và cái chế độ thứ ba là chế độ RGB, tức là nó sẽ chạy tất cả các màu, nó hiện lần lượt tất cả các màu như các cái đèn LED mà mình để ngay từ ban đầu các bạn nhìn thấy của con chuột đó. Đó thì đó là ba, chỉ có ba chế độ như thế thôi. Ngoài ra thì ở đây nó sẽ có các cái tốc độ quét của con chuột này, thì mình có thể chỉnh từ 125 cho đến 1000. 1000 sẽ là tốc độ quét cao nhất. Và tốc độ quét này có nghĩa là trong 1 giây nó có thể quét tới 1000 lần. Đó, vị trí của con chuột, cái tín hiệu của con chuột đưa về. Ngoài ra thì trên đây bên tab bên này có cái phần macro. Nhưng mà phần này có lẽ là các bạn có thể tìm hiểu thêm, vì mình thấy nó cũng giống như các cái con khác nhưng mà chỉ là tiếng Trung Quốc thôi. Thì ở đây sẽ là tạo mới, mình tạo một cái phần file macro mới. Rồi sau đó thì mình sẽ gán nút cho nó hoặc là gán các cái mình lưu lại. Thì chủ yếu là mình chỉnh các cái chế độ LED với lại chỉnh DPI và chỉnh nút thôi. Đó là những cái cơ bản của cái phần mềm này. Thì nếu mà các bạn muốn thì các bạn có thể tự mày mò thêm. Các bạn đừng quên like và subscribe giúp mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Bye bye.